Vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý khách hàng cùng quay trở lại với showroom xe đam mê có địa chỉ ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương. Ngày hôm nay thì showroom của bên em sẽ mang tới cho các bác chúng ta với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao từng rất hot ở cái thời điểm mà chiếc xe này ra mắt. Và dù là một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Toyota của Nhật, nhưng khi mới để có thể sở hữu cho mình chiếc xe này thì quý anh chị phải bỏ ra một con số lên tới gần 2 tỷ đồng. Và một cái điểm đặc biệt nữa của chiếc xe đó là xe Nhật nhưng sản xuất lắp ráp tại Mỹ và nhập khẩu nguyên chiếc cả con từ Mỹ về. Nói chung là những cái sản phẩm nhập Mỹ thì các bác có thể thấy là chất lượng của nó thì thực sự không có từ gì để chê, vì đây là quốc gia mà có tiêu chuẩn chất lượng khắt khe bậc nhất trên thế giới. Vậy thì sau một quãng thời gian sử dụng, độ bền bỉ, độ lành tính và chất lượng của chiếc xe này nó ra sao? Và ngày hôm nay thì với một cái con số chỉ có hơn 400 triệu để các bác có thể sở hữu cho mình một mẫu Toyota Venza nhập Mỹ đời 2009 siêu đẹp đang có mặt tại xe đam mê, thì có phải là một cái lựa chọn cho những ai yêu thích chiếc xe đẳng cấp này hay không? Thì quý anh chị nào yêu mến và quan tâm hãy cùng dành một chút thời gian để theo dõi cũng như là đánh giá tổng thể chất lượng chiếc xe này và xem liệu nó có xứng đáng với cái số tiền trên hay không quý anh chị nhé. Chiếc xe này thì bên em vẫn sẽ cam kết cho các bác là thân vỏ không bị đâm đụng, không va chạm, máy số nguyên bản. Các anh chị chúng ta mua chiếc xe này về là chỉ việc chạy thôi, bởi tất cả chi tiết tình trạng của chiếc xe đều đã được bảo dưỡng để cho nó ở trong cái trạng thái hoàn hảo nhất và sẵn sàng phục vụ cho chủ nhân mới của mình rồi. Thì đầu tiên các bác có thể thấy là cái thiết kế của chiếc Venza này thì cực kỳ đặc biệt. Đây có thể coi là một cái sản phẩm mà họ dành riêng cho thị trường Mỹ. Và ở Mỹ thì thiết kế các chi tiết cái gì cũng to. Thì đầu tiên các bác có thể đi ngay giúp em vào cái phần mặt cản ca lăng. Thì các bác có thể thấy là với các cái chi tiết sơn màu ghi bạc tạo điểm nhấn này. Đấy, mặt cản ca lăng to bản kết nối với đó là một cái hệ thống đèn pha. Thì các bác có thể nhìn cái chất lượng của nó giúp em này. 2009 nhưng đây. Đấy, trong suốt như pha lê các chị nhá. Xe đã được trang bị cho chúng ta với bóng đèn bi siêu sáng rồi. Và các bác có thể thấy là cụm đèn pha của xe này là khá là lớn. Nó kết nối với mặt cản ca lăng tạo điểm nhấn cho phần đầu của chiếc Venza này. Thêm phần cao cấp và có tính nhận diện thương hiệu cao. Với những sản phẩm Mỹ thì các chị chúng ta có thể thấy là bao giờ chúng ta cũng sẽ có một cái đèn vàng bên cạnh. Đây là gọi đèn là dành cho người đi bộ nhá. Đây là cái bắt buộc mà những sản phẩm dành cho thị trường Mỹ phải có. Ngoài ra thì đây các anh chị nhìn ra những đường mép của nó này. Rất liền là. Đúng không ạ? Đấy, phần đèn gầm bên dưới thì đây. Các bác có thể thấy là chất lượng của nó theo thời gian. Chiếc xe này thì vẫn mang đến cho chúng ta với một cái khả năng vận hành rất mạnh mẽ, êm ái vô cùng. Và đặc biệt là cái thiết kế của chiếc xe này thì phải nói là nó còn mang tới cho chúng ta với một cái không gian nội thất bên trong cực kỳ rộng rãi. Mà cảm giác như đây là một chiếc xe 7 chỗ, nhưng bản chất là nó chỉ có 5 chỗ ngồi thôi các chị nhá. Đây các chị nhìn này. Chiếc xe này thì nó cũng sẽ dùng chung công nghệ động cơ máy 2.7 với các cái dòng xe như là Highlander chẳng hạn. Thì chiếc xe này các bác có thể thấy là nó dùng chung công nghệ động cơ máy xăng 2.7 với Highlander các chị nhá. Và tiếp tục thì đây, các anh chị chúng ta có thể ngắm tổng thể cái ngoại thất của chiếc xe này giúp em này. Đó, một cái form dáng thiết kế thực sự là bề thế nhá. Đặc biệt là các anh chị chúng ta sẽ có thêm cho em đó là một cái bộ la răng đa chấu kích thước lên tới 19 inch. Đấy, lốp thì cả dàn lốp mới tinh tình tình này. Đấy, bốn phanh đĩa đều hỗ trợ ABS hết các chị nhá. Và chúng ta thấy là đây, cái gương chiếu hậu họ thiết kế cũng rất là tinh tế và đẹp mắt này. Đấy, những đường mép cánh này thì các bác có thể nhìn giúp em này. Đó, bao cho các bác chúng ta không đâm đụng, không va chạm. Anh chị nào cảm thấy lăn tăn thì các anh chị chúng ta vẫn có thể là đem đi check test thoải mái. Về toàn bộ cửa kính của xe thì các bác có thể thấy là đều được có chi tiết lẹp chrome tạo điểm nhấn. Và các bác có thể thấy cái tổng thể cái ngoại thất của xe này. Với những ai mà yêu mến dòng xe này thì các bác có thể thấy là ở cái thời điểm 2009-2010 thì thực sự chiếc Venza này nó mang đến cho chúng ta một cái sự khác biệt khi mà lăn bánh ở trên đường. Phải nói là mỗi lần nó chạy qua thì chắc chắn là chúng ta phải ngước nhìn nó, bởi cái thiết kế của nó thực sự đẹp và tạo lên một sự khác biệt so với những cái mẫu xe cùng đời ở thời điểm đó, đúng không ạ? Tiếp tục là chúng ta sẽ có cho em đó là một cái đuôi gió cỡ lớn tích hợp đèn phanh ở trên cao này, gạt mưa cho kính phía sau ấy chị nhá. Và cái phần đèn hậu các bác có thể thấy là cũng thiết kế rất lớn và cách điệu. Đấy. Và dù chỉ được trang bị bóng đèn halogen bên trong thôi nhưng các bác có thể thấy chất lượng của nó theo thời gian này. Quá đẹp luôn. Đây ạ, các đường mép các bác thấy là cực kỳ liền lạc. Đấy, la răng thì gần như là chủ người ta đi người ta không để lại một vết xước luôn nhá. Cả dàn lốp mới tinh tình tình.
Đấy, kể cả những chi tiết nỉ ở trong cái phần vòm cua lốp, các bác có thể thấy nó vẫn còn như này cơ mà. Đấy, phải nói là độ bền, độ lành và chất lượng của chiếc xe này thì đúng là không từ gì để chê. Và đây ạ, các bác có thể ngắm nhìn cho em. Đấy, cái thiết kế bo tròn mềm mại đấy, tạo điểm nhấn cho phần đuôi phía sau của chiếc Toyota Venza. Và các bác có thể nhìn cho em độ chất của nó này, siêu đẹp luôn. Vâng, trong suốt như pha lê ấy chị nhá. Đấy, các đường mép này. Vâng, hơn 400 thôi, chúng ta cũng đã có cho em một chiếc xe rất rộng rãi. Và đây, kể cả cái phần cốp sau của xe thì các chị chúng ta thể thấy này, siêu rộng luôn, đúng không ạ? Đó, các anh chị thể tha hồ để đồ, vali, hành lý trong chuyến đi của mình. Và độ cao cấp của chiếc xe này gần như là tiệm cận sang dòng Lexus. Thì các anh chị thấy đây, chúng ta cũng sẽ có một cái lót đấy, mà dành riêng cho dòng Venza này. Và đây ạ, nếu bỏ ra thì phía dưới chúng ta sẽ có cái chiếc tín nhựa, và chúng ta là những hộp để đồ nhá. Đó, rất là ok. Và các bác có thể thấy là đây, móc treo đồ này. Các anh chúng ta còn có thể gập cả cái hàng ghế thứ hai xuống để tăng thể tích cốp, đèn cốp này. Đấy, tất cả nguyên zin nguyên bản từng nóc nhé, không một vặn. Đấy, những cái vệt đinh tán ở khu vực máng nước các bác có thể quan sát giúp em đây. Đó, xe đẹp xuất sắc, bao zin nguyên bản toàn tập. Đây các anh chị nhìn giúp em này. Và cốp thì còn đóng mở điện. Đấy, tem mác đầy đủ hết này. Và đây ạ, bằng một nút bấm thôi thì các anh chị chúng ta thể thấy là cốp sau của chiếc xe này nó sẽ tự động hạ xuống. Rất êm ái. Vâng, rất đẳng cấp, đúng không ạ? Tổng thể sơ si thì gần như là các chúng ta về với chiếc xe này là cũng không phải làm gì hết các chị nhá. Một mẫu xe vẫn mang lại cho chúng ta với một cái form dáng khác biệt so với những chiếc xe bây giờ, rộng rãi tiện nghi. Vậy thì độ rộng rãi và tiện nghi của xe ra sao thì bây giờ em Việt mời các chị, mời các bác cùng xem đam mê, hãy cùng khám phá cái nội thất bên trong của chiếc Venza này. Vâng, vậy thì đây là một chiếc Venza phiên bản full, động cơ máy xăng 2.7. Với cái bản full cao cấp nhất này thì chúng ta sẽ có cho em với thêm rất là nhiều công nghệ và nhiều tính năng. Các bác có thể thấy là cái nội thất bên trong của chiếc xe này thì cái thiết kế của nó thì mang hơi hướng của những chiếc Lexus RX350 với cái vị trí cần số được thiết kế vắt chéo như này nhé. Đấy. Ngoài ra thì các bác chúng ta sẽ có cho em là hệ thống điều hòa của nó thì được trang bị là hai vùng độc lập. Màn hình có cam lùi. Và đây ạ, em nổ máy để cho các chị chúng ta nghe cái tiếng động cơ của xe này, cực kỳ êm luôn. Đó, máy nổ êm thin thít. Lăn bánh của nó là 8/8. Cái này là mai chị nhá, vì xe là xe nhập Mỹ thì cái thông số của nó sẽ tính bằng mai. Ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái đồng hồ, một cái màn hình nhỏ, nó hiển thị các thông số của xe. Đấy, các bác có thấy là có cả cảnh báo absolute luôn này. Một lốp nó hơi non một tí. Đấy, với phiên bản full này thì các chị chúng ta sẽ có cho em là gương chiếu hậu chống chói này. Ngoài ra thì các bác còn có cho em là cửa sổ trời cho hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai, chân nỉ màu ghi. Và các chi tiết các bác có thể thấy cho em từng cái tem, từng cái mác của nó vẫn còn nguyên bản. Đặc biệt là hệ thống âm thanh của chiếc xe này thì nó sẽ được trang bị là hệ thống âm thanh JBL. Đấy, bản full mới có ấy chị nhá, bản full mới có option này. Ngoài ra thì các chúng ta còn có cho em là hai ghế trước đều được chỉnh điện đa hướng, có phồng ghế giúp ngồi êm hơn. Và ghế thì đây, các bác có thể thấy cái form ghế của nó rất là dày dặn. Rất là dày dặn, đúng không ạ? Ngồi vào cực kỳ êm nhá, ở giữa đục lỗ thông hơi. Đấy, các bác có thể thấy là còn có gương kính chỉnh điện này, cân bằng từ chấm trơn trượt này. Vô lăng thì chúng ta sẽ có nghe thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng anh chị nhá. Ngoài ra thì các bác còn có cho em là lẫy ga tự động cruise control. Được chưa ạ? Và đây ạ, các bác thấy là con này thì bao zin các anh chị, từ con ốc, từ chốt khóa đây, tem mác này. Đấy, con này là bản nhập Mỹ nhá, tháng 9 năm 2009, cuối 2009 rồi. Và anh chị nhìn cho em này, tem mác theo thời gian này. Nó vẫn còn nguyên bản. Đấy, cái chiếc bản lề cửa thì đây. Tắp pin cửa thì các chị ta có thể thấy là họ sẽ có hai tông màu vào màu kem, màu đen, kết hợp với các chi tiết ở khu vực này thì được ốp gỗ này. Toàn bộ kính đều là auto, đương nhiên rồi, một chiếc xe lên tới 2 tỷ đồng thì các bác thể thấy là nó cũng rất nhiều công nghệ. Tay nắm cửa mạ chrome này. Đấy, keo chỉ đây, các bác nhìn cho em này. Và nó giống như Lexus nhá. Thì các bác thấy là tất cả các chi tiết của xe nó đều sẽ có những cái tem này. Đấy, để đảm bảo chất lượng. Bất kỳ chi tiết nào các bác có thể thấy nó sẽ xuất hiện những cái tem này để đảm bảo cái chất lượng của nó. Và một cái không gian nội thất rất là rộng rãi. Vậy thì tiếp tục đi về với cái hàng ghế thứ hai thì đây ạ, các bác có thể thấy cái độ rộng rãi cho cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này thì phải nói là hiếm cái dòng xe 5 chỗ gầm cao nào, kể cả hiện nay, nó có thể mang tới cho chúng ta với cái không gian giữa hàng ghế nó rộng mênh mông như này. Đấy, phía sau chúng ta cũng có cho em đó là cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này. Đấy, cửa sổ trời có luôn này, đèn trần cũng có luôn này. Được chưa ạ? Các chi tiết nỉ các bác có thể thấy là còn đẹp xuất sắc như này. Và hệ thống túi khí cũng được bố trí ở khá là nhiều vị trí các chị nhá.
ghế thì đây, các bác có thể quan sát giúp em này. Đó, và đây ạ, các bác có thể thấy xuất hiện những cái tem mác để kiểm chứng cái chất lượng của dòng xe này. Đấy, tắp pin cửa đây. À, tắp pin cửa các bác thấy là đặc biệt là họ sẽ sử dụng nhựa cao cấp nhưng mà có cái những cái vân, vân sần như này. Đó, các bác thấy đây, cái độ mới của nó. Nó không bám bẩn, đúng không ạ? Và theo thời gian các bác thấy các chi tiết của nó. Đây loa âm thanh nhé, loa là loa JBL cao cấp này. Đấy, phía dưới này chúng ta sẽ có hai loa, kính thì toàn bộ là auto rồi. Các chi tiết vân gỗ của nó nhìn rất là sang. Và một chiếc xe vẫn mang lại cho các anh chúng ta sự sang trọng, đẳng cấp. À, một cái form dáng khác biệt và độ rộng rãi tiện nghi thì các anh chị chúng ta thể thấy là không chê vào đâu được, đúng không ạ? Không chê vào được các chị nhá. Đây các anh chị nhìn cho em này. Đấy, quá chất luôn đó, các bác thấy yêu chưa này. Đấy, từng ô tôn này quá yêu luôn. Đây ạ, ghế phụ cũng chỉnh điện, có phồng ghế nhá. Đấy, ghế da này. Đấy, các chi tiết trên khu bảng táp lô trung tâm thì các bác thể thấy là đều sử dụng nhựa, có vân sần, hệ thống túi khí đây, các chi tiết bản lề này. Đó, đây ạ, các bác nhìn giùm em này, từ nóc này, từ cái tem, từ cái mác. Vâng, vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Venza phiên bản full 2009. Và bây giờ để giúp anh chị ta đánh giá cái chi tiết chiếc xe thì em sẽ quay cho anh chị ta với khoang động cơ trước khi chúng ta kiểm tra phần gầm của chiếc Toyota Venza này. Vâng, về phần động cơ của chiếc xe này thì các bác có thể thấy là chiếc Venza được sử dụng động cơ máy đua VVTi 2.7 máy xăng. Anh em nói là giống trên ở trên những chiếc Highlander, đúng không ạ? Những chiếc xe 7 chỗ của Toyota. À, đây ạ, các bác có thể thấy là da máy rất là tươi này. Đấy, các chi tiết nhá, từ ốc cabo các bác nhìn cho em này cũng không một cái vặt luôn này. Đấy, từ các cái tem mác này, đây ạ, các bác nhìn cho em này, cabo nó cũng sẽ có những cái tem như này. Những cái lỗ tròn ở trên mép cabo nhá. Đấy, đây nguyên zin nguyên bản. Đấy ạ, nguyên zin nguyên bản. Đó, các bác thấy con này là chất chưa? Một chút nữa thì em sẽ quay cho chúng ta cái phần gầm thì các bác chúng ta có thể là đánh giá được cái chất lượng chiếc xe này một cách toàn diện nhất. À, vì khoang máy ở trên này thì các bác thấy nó cũng khá là kín, đúng không ạ? Vâng, vậy thì con số để cho quý anh chị ta có thể sở hữu cho em chiếc Toyota Venza đời 2009 nhập Mỹ này, bản full các chị nhá. Thì mức giá mà xe Dame đang chào bán là chỉ có 430 triệu và còn có thể thương lượng được. Quý anh chị làm ta quan tâm và yêu mến tới chiếc xe này thì xin mời các bác chúng ta trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho bác Phúc theo số hotline là 0969 28 999, hoặc ghé qua địa chỉ bên em ở số 175 đường A Định, thành phố Hải Dương để có thể là lái thử cũng là cảm nhận chất lượng chiếc xe này. Một lần nữa thì rất là cảm ơn quý chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Và bây giờ để giúp anh chị ta quan tâm thực sự đánh giá được cái tình trạng chiếc xe một cách chi tiết nhất thì bây giờ các anh chị ta cùng em kiểm tra cái phần gầm của nó. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể chuyển xuống phần gầm của chiếc xe này.